Cô xin chào các em. Hôm nay mình qua phần 2 trong chương trình, đó là Microsoft Windows Logo, chủ đề 11, các lệnh vẽ cơ bản. Hoạt động 1, tìm hiểu kiến thức. Vậy Microsoft Windows Logo là gì? Microsoft Windows Logo là một ngôn ngữ lập trình của hãng Microsoft. Trong chương trình này, em sẽ điều khiển một con rùa có hình tam giác di chuyển trên sân chơi thông qua các lệnh. Bên cạnh đó, nó cũng được dùng để xử lý, tính toán, đưa ra kết quả các bài toán lập trình phức tạp. Ta có thể khởi động bằng cách nhấp đôi chuột vào biểu tượng Microsoft Windows Logo trên desktop. Đây là giao diện chung của Microsoft Windows Logo có các thành phần sau. Phía trên là menu tiện ích. Vùng màu trắng là khung giấy vẽ, còn gọi là sân chơi của rùa. Ở chính giữa có một hình tam giác, ta còn gọi là bút vẽ. Phía dưới bên phải là các nút xử lý nhanh. Vùng màu xám là cửa sổ lưu lệnh đã dùng. Khung màu trắng dưới cùng là cửa sổ nhập lệnh điều khiển. Người dùng sẽ viết các lệnh trong cửa sổ này. Để thực hiện các lệnh này, ta nhấn Enter. Người dùng cũng có thể viết và chạy nhiều lệnh trên cùng một lúc. Về cơ bản, Microsoft Windows Logo là chương trình dạy lập trình đơn giản. Bạn chỉ cần hiểu các lệnh trong logo là có thể thỏa sức sáng tạo mọi thứ như ý muốn. Hai nhỏ, lệnh trong Microsoft Windows Logo. Để bắt đầu khởi động Microsoft Windows Logo, ta nhấp đôi chuột vào biểu tượng của logo. Ta chọn OK. Đây là giao diện của Microsoft Windows Logo. Để bút vẽ có thể tạo ra những nét vẽ theo ý muốn, ta cần phải ra lệnh cho bút vẽ. Trong trường hợp chúng ta viết lệnh, nếu lệnh đó sai, cô ví dụ như cô sử dụng lệnh forward để cho bút vẽ tiến về phía trước. Một trăm bước. Rồi, lúc này các em sẽ thấy thông báo là I don't know how to forward, có nghĩa là câu lệnh này của em đã gõ chưa chính xác. Để viết lệnh lại cho đúng, ta qua hoạt động 2, trải nghiệm. Với lệnh đầu tiên, vẽ nét thẳng theo hướng bút vẽ với câu lệnh đúng là forward, khoảng trắng số bước vẽ. Trong cửa sổ dòng lệnh, cô nhập forward. Với số bước vẽ là 50, cô nhấn Enter. Lệnh này sẽ vẽ một đường thẳng dài bằng 50 bước chân rùa. Thật dễ phải không? Tương tự như vậy, ta sẽ làm quen với lệnh thứ hai là lệnh quay hướng bút vẽ sang phải một góc vuông với cấu trúc là right 90. Cô nhấn Enter. Nhớ cho cô giữa số và chữ luôn có một khoảng trắng. Lệnh thứ ba được học là lệnh xóa trắng giấy vẽ. Trong trường hợp em vẽ sai hay em muốn vẽ lại từ đầu, thì lệnh Clear String dùng để xóa trắng giấy vẽ và đặt bút vẽ trở lại vị trí xuất phát. Vậy là mình đã học xong 3 lệnh rồi. Với ba lệnh này, các bạn có thể viết tắt, ví dụ như lệnh forward, cô sử dụng là FD50.
lệnh rẽ phải, cô gõ RT90. Và cuối cùng, lệnh không có giá trị số, cô xóa màn hình, cô viết tắt là CS. Vậy là chúng ta đã học xong ba lệnh đầu tiên của logo rồi. Khi thực hành, các em cần chú ý các điều sau. Thứ nhất, khi viết lệnh, phần chữ trong lệnh không phân biệt chữ hoa hay chữ thường. Thứ hai, một số lệnh bao gồm phần chữ và phần số, thì giữa phần chữ và phần số phải có một khoảng trắng. Thứ ba, lệnh có thể được viết đầy đủ hoặc viết tắt. Thứ tư, có thể viết nhiều lệnh trên một dòng, lệnh sau cách lệnh trước một khoảng trắng. Bài học hôm nay đã kết thúc. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em.